Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kiếp sau muốn làm liên thể anh. Đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai với luân thường. Ý kiến tôi vừa phát biểu không phải thái quá hay nguyền rủa ai đâu. Trong Phật giáo thật sự có những hành vi bại hoại tổn đức như vậy, do đó Phật giáo mới không hưng thịnh được. Chuyện này mình sẽ không bàn tới nữa, song còn vấn đề nghiêm trọng hơn, nó liên quan đến toàn thế nhân loại, không thể không đề cập tới. Đó là chuyện đồng tính luyến ái càng ngày càng nhiều. Cũng như ở Nữ Ước và Cựu Kim Sơn, có tới hơn 10 vạn kẻ đồng tính luyến ái. Thậm chí có nhiều nhà chức trách công khai nhận rằng mình là đồng tính luyến ái và tán thành chuyện này, lại còn hô hào xã hội chấp nhận sự kết hôn giữa những kẻ đồng tính luyến ái ấy. Chúng ta phải biết rằng đồng tính luyến ái là trái ngược lại lý tự nhiên, ngược lại với luân thường đạo lý. Trào lưu này là do yêu ma quỷ quái khơi động, như châm dầu vào lửa khiến con người sớm đọa địa ngục. Vừa rồi tôi nói tới sự yêu thương ngu si của nam nữ, họ thề rằng tại thiên nguyện tác tỷ dược điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi, nghĩa là trên trời thì có nguyện làm đôi uyên ương, dưới đất thì nguyện làm cây liền cành. Trai gái kết hôn là chuyện thông thường, nên cổ nhân có câu nam nữ chi sự nhân chi đại luân, nghĩa là chuyện nam nữ là chuyện luân thường của loài người. Nếu mình muốn đi thuận với con đường sinh tử thì mình kết hôn, sinh con, điều đó chẳng đi ngược lại với trời đất. Song nếu mình đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai luân thường. Quả báo là mình sẽ sinh ra làm liên thể anh, hai đứa trẻ sinh ra tay chân dính liền nhau. Hiện tại trên thế giới xuất hiện rất nhiều đứa trẻ như vậy. Trong tương lai không xa sẽ còn xuất hiện nhiều thứ, thú vật, thân thể dính liền như thế. Bởi vì những người này đã làm chuyện yêu quái, những chuyện thấp hèn, hạ tiện, cho nên sẽ đọa làm súc vật. Do đó, nếu quý vị chưa học Phật, nên ở ngoài đời không giữ quy củ, làm bừa bãi thì không có gì lạ. Còn nếu quý vị học Phật rồi, thì cần phải hiểu sâu xa đạo lý nhân quả, đừng phạm tội lỗi, phải hết sức cẩn thận, thật cẩn thận.